thì người ấy tuy thu hoạch vô lượng phước đức, nhưng còn chẳng bằng vị Đại Bồ Tát kia đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này như thật tu hành, trải qua khoảng khải móng tay. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có khả năng phát sanh tất cả bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã, có khả năng phát sanh tất cả giải thoát và giải thoát tri kiến, có khả năng phát sanh quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, có khả năng phát sanh quả vị độc giác, có khả năng phát sanh quả vị giác ngộ cao tột. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại ở trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đang được xuất hiện. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở đời quá khứ đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đã được xuất hiện. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở đời vị lai đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế sẽ được xuất hiện. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong khoảng giây lát, hoặc nửa ngày, hoặc một ngày, hoặc trải qua một tháng, hoặc trải qua một năm, hoặc trải qua trăm năm, hoặc trải qua một kiếp, hoặc trải qua trăm kiếp, cho đến hoặc trải qua vô số kiếp, thì phước đức đạt được của Đại Bồ Tát ấy rất nhiều, số lượng vượt qua phước đức đã đạt được của người giáo hóa các loài hữu tình trong hàng hà sa số thế giới khắp mười phương đều khiến an trụ bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã, hoặc khiến an trụ giải thoát và giải thoát tri kiến, hoặc khiến an trụ quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, hoặc khiến an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Này Thiện Hiện, do vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này xuất sanh tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại, vì các hữu tình như thật an lập bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã, vì các hữu tình như thật an lập giải thoát và giải thoát tri kiến, vì các hữu tình như thật an lập quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, vì các hữu tình như thật an lập quả vị độc giác, vì các hữu tình như thật an lập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cho nên số phước đức này vượt qua phước đức kia. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát như điều Bát Nhã Ba La Mật Đa này đã dạy mà an trụ, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy chẳng bị thối chuyển, thường được chư Phật hộ niệm, thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, đã từng gần gũi cúng dường vô lượng trăm ngàn ước triệu đức Phật, ở chỗ các đức Phật đã gieo trồng vô lượng thiện căn thù thắng, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã được vô lượng chân thiện tri thức nhiếp thọ, từ lâu đã tu tập bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ lâu đã an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, từ lâu đã an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Từ lâu đã an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, từ lâu đã tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, từ lâu đã tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, từ lâu đã tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, từ lâu đã tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, từ lâu đã tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông, từ lâu đã tu tập 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, từ lâu đã tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, từ lâu đã tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, từ lâu đã tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nên biết Đại Bồ Tát ấy trụ ở bậc đồng tử, tất cả sở nguyện đều được đầy đủ, thường gặp chư Phật không hề rời bỏ, đối với các thiện căn thường chẳng xa lìa, luôn luôn thành thục tất cả hữu tình, cũng thường nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe thọ trì, tu hành pháp vô thượng thừa. Nên biết Đại Bồ Tát ấy đã đắc biện tài vô đoạn, vô tận, đã đắc pháp Đà La Ni thủ thắng, thành tựu sắc thân vi diệu tối thượng, đã được chư Phật thọ ký viên mãn, tùy theo sự ưa thích, vì độ các hữu tình mà thọ sanh các loại thân hình đều được tự tại. nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành môn sở duyên, biết dành môn hành tướng, biết dành môn tự, biết dành môn phi tự, biết dành ngôn, biết dành bất ngôn, biết dành một ngôn ngữ, biết dành hai ngôn ngữ, biết dành nhiều ngôn ngữ, biết dành ngôn ngữ nam, biết dành ngôn ngữ nữ, biết dành ngôn ngữ phi nam nữ, biết dành ngôn ngữ quá khứ, biết dành ngôn ngữ vị lai, biết dành ngôn ngữ hiện tại, biết dành văn chương, biết dành ý nghĩa, nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành sắc, biết dành thọ tưởng hành thức,